Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Mình là Golden Girl, em mình. Mình là Gâu. Hôm nay mình đang ở một khu cắm trại Man Farm. Khu cắm trại mình đang ở đằng ngoài, còn mình thật ra mình đang ở đằng trong. Sâu chít bên trong nhiều. Bây giờ mình xem bên trong đằng ngoài nó có gì nha bạn. Mua vé. Ơ, mua vé ở đâu ấy nhỉ? Ở kia kìa. Mua vé kìa. Đi, các bạn đi không mình? Ui, ở đây có hồ bơi các bạn. Cám cà phê. Cá hồi trên núi. Núi rừng. Thôi bây giờ mình sẽ đi. Ui, bác như chắc chắn nha. Các bạn nhìn trên trời kia. Ở đằng xa xa kia kìa. Có một cái thứ gì đó rất là lạ. Giờ mình sẽ đi đường nào để lên dê núi nhỉ? Nếu mình đi đường kia sẽ lên dê. Còn mình đi đường bên này nó sẽ ra một cái quán trò chơi. Mình đi đường này nhé các bạn. Chờ chờ chờ. Này. Đây chỗ chờ chờ. Bán vé. Các bạn vé ở đâu ấy? Mình mấy người? 4 người ạ. 4 người 200. Man Farm. Man Farm rồi, Man Farm. Man Farm, Man Farm. 100, 200 nha. Bố vào. Bố đi nơi kia vào à. Nhiều cứu chưa? Ui, ở đây nhiều thứ hay vãi. Hello các bạn. Mình đi xuống. Mình sẽ ra chiếc kiều nha. Đây. Ôi thỏ. Có hai con thỏ đen thế nào ấy các bạn? Đây, con thỏ nâu ấy. Đây chủ màu gì ấy? Thỏ ăn ạ. Ui, thỏ mắt đỏ hả? Những cục đá gì kìa? Các bạn nhìn chiếc kia chưa? Bê. Ở trong đây rất quá các bạn ạ. Đây là đi hơi khó. Wow, nó đuổi theo em kìa. Nó đi theo chị cói. Các bạn nhìn các bạn có một cái lều nhỏ trên kia kìa. Lên xem. Trong đây chỉ toàn là gỗ ấy các bạn ạ. Chả thấy gì hết cả. Hãy đi tiếp. Sợ. Đây là bạn gỗ đang sợ. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ ra tổ chim như kìa các bạn. Ôi, nó sợ ngã. Đi thôi. Bãi cất diều. Bãi cất kiều. Yeah.
Tổ chim nhưng không có chim. Tổ chim nhưng không có con chim. Chim ấy. Đâu? Chim này. Đây. Có mà. Kia kìa. Thôi đi tiếp thêm một quãng đường nữa. Cánh cửa thần kỳ kìa bố. Cánh cửa thần kỳ kìa các bạn. Cánh cửa thần kỳ. Mẹ. Mình lên đây mình có thể nhìn được mẹ ở dưới. Ừ, chắc thế. Ê, lên đi. Ừ, ở dưới đây có thể nhìn được cả gia đình mình ở dưới cái bàn trường học kia. Trung học kìa. Trường trung học thôi. Đi tiếp thôi. Thằng nào làm rơi đây? Ở trên kia có kiều. Bồ câu hay quả kìa bố. Ôi chào, sắp đến rồi, nó có cắt con lên. Ui, ở đây có một cái tảng đá bị ký sinh trùng. Đi xuống người đáng sợ nha. Không biết tiến đi xuống người sợ không nhỉ? Dắt lên đến đỉnh rồi các bạn ạ. Mệt quá. Cửa thần kỳ của Doraemon. Dê kìa. Dê kìa các bạn. Gia đình dê. Ở trên đây có một người. Ở trên này có cánh cửa thần kỳ. Cánh cửa cánh. Ô, đằng sau cánh cửa thần kỳ có một cái. Cánh cửa mới. Các bạn chắc cũng nghe thấy mình thở nhở. Ô, nhìn kìa, đẹp quá. Các bạn thấy mệt. Ta thấy mệt. Các bạn ở đá này có cả cái đá này nuôi rau rồi các bạn. Nuôi cây à? Wow, trong xanh. Cánh cửa mới. Tượng nữ thần tự do đây. Đây là chỗ nuôi kiều nha các bạn. Chỗ này chỗ nuôi kiều với các bạn nhưng không nên vào vì nó cực thối. Người ta nuôi kiều trong đây này. Và thật là nguy hiểm khi mình nhìn xuống dưới. Ừ, lên đây nhìn. Các bạn mình sẽ lên đây nhìn nhé. Nhà mình ở kia kìa. Ê, gọi bác Hưng nhá. 1, 2. Bác Hưng ơi. Hello. Mình đi xuống. Ơi, nhà mình đang ở dưới kia kìa. Chú áo đỏ ấy các bạn. Chú áo đỏ, chú áo trắng đang ngồi cạnh cái thùng rác màu đỏ ấy các bạn. Chị lên nhìn đấy, chị sợ không? Có sợ vãi. Nếu mà nhìn xuống cầu thang sợ nhỉ? Xong rồi mình ngã xuống đấy chắc là ngã xuống đấy trên xuống đôi ấy. Ngồi đây để làm bảo vệ trong cái. Dạ. Chết. Quân đang gắn này vào. Rồi nó rơi. Lối đi riêng kìa các bạn. Thôi mình chung sẽ đi lối đi riêng. Đi ra khỏi thế giới cần kỳ. Ui các bạn đi nhìn dưới đây sợ quá. Ồ.
kinh vậy. Em cứ chơi các trèo. Đi. Đây. À. Một ống dê. Chỗ đặc biệt này các bạn chỗ đặc biệt này, tự nhiên có một hai cái cục đá thì nó bị tách đôi dài sao ấy. Mình sẽ đi ra chỗ đu quay. Các bạn nhìn thấy mình đi buồn cười không? Ôi các bạn, bồ câu và chim kìa. Chim bồ câu. Hello, mình là Bo đây. Chim bồ câu xin chào tất cả các bạn nha. Đi xuống chơi đu quay các thứ. Ui sợ quá. Gấu sợ. Đi thôi. Mình sợ quá các bạn ơi. Đâu à? Ok, bây giờ mình tiếp tục chơi nhá. Ra chỗ này trước. Các bạn ơi. Rồi thôi đi ra quay. À cái cầu ấy. Hê. Đã. Đây là cái cầu nguy hiểm nhất thế giới nhưng không phải. Mẹ kìa. Ôi đi trước đi bạn. Mình đây chứ. Ê. Sợ đi. Không biết. Khảo cổ khoa học. Nhanh. Ok. Được chưa? Vâng. Chưa? Tí nữa mà anh chết đi. Hello. Lùn quá. Về
cừu gặp người nổi tiếng. Đây khi con cừu gặp người nổi tiếng. Gấu chơi. Nhưng mà người ta ngồi hết rồi. Người ta ngồi hết rồi. Dạ. Em gấu không được chơi rích đuôi các bạn ạ. Nhìn kìa. Cứ nhìn này. Hôm nay mà sao bông đây chắc thích đấy. Chạy dầm dầm ở đây mà cũng có nhiều trò chơi hay cho ngồi cùng mỗi thôi, tí hai chị em mình ngồi sau. Ừ, hai chị em mình ngồi sau. Lên ngồi được ba người mà. Không có người phải nuôi ở đây cơ. Đấy, đi chỗ này này. Thì ơi, gấu lên một mình. Đấy, chị Nhi lên đi. Đấy, chơi đi. Gấu. Gấu một quả quát sợ luôn các bạn ơi. Nên không chơi nữa. Các bạn này dơm rồi. Bây giờ chả chơi gì chơi rồi các bạn ạ. Dính hết rồi. À, quần chú cắm trại đang trong nữa kìa. Vậy sẽ ra giới thiệu nữa. Đi. Nói đi về. Đi thôi. Đi thôi. Để bơi hơi bẩn nhưng vẫn tắm được. Độ sâu 2 mét. Thật đó? Độ sâu 2 mét. Bây giờ sẽ đi xuống. Anh em ơi, mình đã bước cái này vào đây. Bây giờ mình sẽ đi sang khu đằng 2. Đi thôi. Wow.
Bây giờ mình sẽ review chỗ này nha. Lên thôi. Ở dưới này một quán ăn. Nhìn thấy lạ ghê. Ừ. Quán nước uống. Nhà hàng. Thật là nhà hàng thôi. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa đến giờ ăn nên là đi xuống. Sướng. Đây. Mọi người ơi, anh mình đây. Anh gì? Anh là anh họ mà. Bây giờ nhá, bây giờ sẽ đi ra khu này và ra chỗ khác. Đây. Xa tít. Không bơi được không bố? Quẩn lắm. Đi về dưới nhà mình đi. Bây đi đi dưới nhà mình nhé các bạn. Ở đây rất là nhiều thứ. Cái núi kia khá là cao nha mọi người. Wow. Quá. Bây giờ mình cũng sẽ về cái chỗ lều ở dưới kia nha các mọi người. Tí thôi. Đi thôi. Cánh cửa thần kỳ. Tuy nhiên đỉnh rất sợ vãi. Nhưng đây là đỉnh sợ của các bạn. Wow. Ở trên kia thành mấy cái thanh sắt. Mà dưới này thành là mấy cái rào chắn bằng sắt. Đấy đoạn này là bằng cái những cái dây sắt. Mẹ mình kia các bạn. Mẹ anh cậu. Mẹ anh. Mình làm rơi mũ rồi. Alo. Lèo làng. Đây là quý vị, đây là một cái hồ cá làm bằng nước. Anh ơi, anh. Một cái hồ cá làm bằng nước nhé các bạn. Anh ơi. Ừ? Cho anh. Không cần. Đẹp trai. Anh bo kìa. Xấu vậy. Đẹp anh bo kìa. Đây là đằng trong của khu cắm trại nha mọi người. Em này có mic đâu. Không. Thằng gấu phải đi cùng anh. Đi. Gấu sợ bị rơi xuống kia. Đi thôi mọi người. Nếu kia. Không phải em trai của anh đâu. Đi. Đây là hồ cá. Rất nhiều một cơn sóng thần đang ập đến. Wow, đến cái khu nhà. Thà nào những cái đỉnh núi đẹp thôi. Công nhận đẹp thật. Nhà mình ở kia. Nhà mình có phải nhà kia khác. Leo xuống đây. Hello. Anh Tôm và anh Cú được lên TV rồi. Anh Tôm và anh Cú được lên TV rồi kìa. TV của em à.
Ma chó. Ước gì đi bơi nhẹ. Đây là khu nhà truyền thống nha mọi người. Xóm đồng tranh. Bây sẽ đi đến cái chỗ nhà truyền thống. Đây, nó là một cổng nha mọi người. Ở đây có từ là camping nè, lều à, chèo súp. Ơ, sao có từ chèo súp nhỉ? Vào. Ở bên kia. Sang kia như vẫn lại bị nhiều. Chèo súp là chèo súp. Nhưng mà có một đống rau cơ. Chỗ này đáng sợ cực. Đây là một ngôi nhà bằng gỗ nha mọi người. Wow, đây là một khu câu cá. Bây giờ mình sẽ đi. Đi. Bắc Việt đang tập câu cá. Bắc Việt tập câu cá. Cá ở đây em nghĩ là toàn cá bé thôi. Cá đây chắc chỉ cá rô phi nhỏ mà người ta chơi cái lưỡi này thì câu thôi được. Mua câu đi. Dạ. Con làm sao biết câu? Đi mua đứng còn nó không ngã giờ. Đi còn cho bác câu bác giờ mà nếu mà để ở xa mà ở vào chỗ này thì hơi bị phí. Đường xa quá. Đi kia ngon chiều rồi. Hai cái lều, một cái lều đang dùng, một cái lều không đang dùng. Ui, mấy cái dây này bảo quản được ấy. Bây giờ sẽ đi xuống này. Đây một ngôi nhà đang dùng nhá, còn đây một ngôi nhà chưa dùng. Đây là cháo người. Đúng rồi, à đúng rồi, bây giờ mới có này. Đây là các bạn, cái lano. Cái cano. Cái cano. Cái cano. Biết ngay đây, cái cano. Cái cano. Cái cano phiên bản là. Các bạn ơi, đây là cái cano nha mọi người. Tại vì ngồi đây chiêu như ngồi cái ngồi ở cano ấy. Công nhận ngồi chiêu thật. Thần mỡ là mỡ ấy. Bây giờ mình đi xong khu này rồi. Mấy cái đằng kia chả gì, chỉ có mỗi cái nhà vệ sinh rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ về cái lều. Đi về lều. Kìa. Các bạn nhìn cá chết chưa? Nhìn giống á. Chắc không phải đâu nhỉ. Ăn lối đi riêng thì các bạn quên. Đi từ từ. Wow. Đến nhà luôn. Đến nhà luôn. Hướng dương. Và chắc chắn đây nhiều ong lắm nhỉ. Nhưng mà mình chả thấy cái tổ ong nào cả. Thật là lạ. Có vài cái hoa đang chuẩn bị nở ra. Và mình có vài cái hoa nó lớn rồi. Ra chỗ này là sẽ có cái lửa chạy. Than các thứ. Tối người ta sẽ đốt lửa. Thật ra xỉn. Đây sẽ đi ra đá bên ngoài. Đây là chỗ để selfie. May. Thế là may rồi. May là còn nước. Luôn dê cứu. Tôm bị ngã chú ạ. Tôm bị ngã à? Vâng. Ui giời. Con không biết gì hết nhỉ. Chảy máu này. Con không ngã, con bị chừa. Thế nào? Rồi.
đi lên núi mệt quá. Kìa kìa, cái chỗ mình vừa đứng kìa kìa các bạn. Đấy. Các bạn ơi, quan cảnh ở buổi tối ở đây là toàn là đèn mà đèn này thì cũng đẹp hơn buổi sáng ấy. Các bạn nhìn ra xa như được cái khu mình vừa đi lên núi đây tối om sòm rồi, ở dưới cái núi ở đâu ánh sáng dưới đây như thế. Mà ta là ngọn nhện nè. Đây là một tấm ánh đèn. Ở đây là nhà của cô Bác Tạc Công này. Đấy, nhà Bác Tạc Công này. Ôi. Ở kia kìa. Bo thì từ con. Đây mà bo này, nhưng mà bên này nhưng mà tối không có đèn. Quá nhớ sợ lắm. Quái vật đấy, có quái vật to như này này. Quái vật to như này này. Rồi. Không chắc đấy, không quái vật to. Đi sâu vào bên trong ta thấy một đống cái bàn đang xếp. Mọi người ơi đi vào đây. Nhiều ghế. Đấy, đây là cái bàn của người ta. Bàn của người ta nha mọi người. Wow. Đến được đấy là đầy đủ là mọi người nhá. Ôi sao rồi. Đến đến đây kia thôi. Nhưng mà người ta không mở cửa chỗ này nhá mọi người. Chúng ta chỉ nhận đến đây thôi. Đấy. Và video đến đây cũng đã hết rồi mọi người. Nếu mọi người thấy hay thì cho mình một nút like và nút subscribe nhá. Còn bây giờ bye bye.